tránh khỏi quả báo khổ đau, thì những điều gì mình không muốn chớ ban cho người khác. Hàm nghĩ rằng không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường mang rải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận, si mê. Nếu mình không tham đắm chủ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường, chân ngã, niết bàn, bất sanh, bất diệt. Nếu như mình còn chủ chấp là còn tướng, hãy còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tan thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh, thân tứ đại sinh thành tử hoại, và bệnh đeo khổ ải quả không, hòa hợp năm ấm lửa dòng, chỉ là ảo ảnh, ngã không thể tìm. Thế mới biết trần gian hư huyễn, diệt lại sinh, biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã, vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo các tội khiên, xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu, đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp khỏi. Tại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm duyên ý mã, giống như khỉ truyền cành, ngựa chạy râm. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán cố chấp, bảo thủ, tự hào, khoe khoang, hay hâm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần sầy đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn mẫu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ. Cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ còn 10 cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm, chú được ký chủ cúng dường hai sớp giải, liền đem cúng lại cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá nghĩ, chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, ta đem bán hai sắp giải lấy tiền mua một con dê được, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu cậu ruộng vườn. Khi đó mình đã lớn rồi, cứ vợ sanh đứa con trai kháo kỉnh, sẽ dẫn vợ con về thân thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú nhấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, qua cành cây gõ lên đầu vợ. Đồ hư! Vừa lúc đó, thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu chọc của ta. Tăng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình, vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tăng Hộ ở lại tu viện tu hành, đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác, vào buổi sáng Phật cùng chư Tăng đi khất thực. Trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh dương, còn mình thì đang làm gì? Tri óc vẫn vơ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, ngài dừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, còn có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực còn phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì hơi thở, có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loài. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực, như thế còn không rơi vào tình trạng thất niệm. Phật dạy La Hầu La về phương pháp thở. Tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết ta thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế,
ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ diễn dông đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và mọi sự việc trong ta và ngoài ta. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn, nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Đối với người xuất gia, phải biết kềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng vô thường không từ bỏ một ai, cho nên trong đời sống hằng nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế. Dù chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung. Nếu giây phút buông lung, tức thời liền sa đọa. Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta nghe qua bổ chuyện sau đây. Thuở Phật còn sanh tiền, có một nhà sư Potila là giáo thọ sư lão thông tam tạng kinh điển. Có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ bộ chứng đi vào rừng. Đi mãi cuối cùng gặp 30 vị A-la-hán giống là học trò cũ của sư. Tôn giả Potila đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu. Làm sao tôi dám làm điều đó khi trước kia ngài là vị giáo thọ. Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa cũng bị từ chối. Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hán nhỏ tuổi nhất mới lên bảy, ra ngài một cách khẩn thiết. Ô, làm sao tôi dám làm điều đó khi tuổi tác và sở học của tôi kém ngài rất xa. E rằng ngài có tin nổi hay không? Bạch đại đức, lòng con tha thiết khẩn cầu mong ngài từ bi chỉ giáo. A La Hán trẻ tuổi ôn tồn bảo: Này tôn giả, lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không? Dạ thưa biết ạ. Ô tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có 6 cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy, có phải thế không? Dạ thưa dân. Nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết, có phải vậy không? Dạ thưa đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín 5 cửa, chỉ chiều một cửa thôi, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng, chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế. Ta sẽ thấy rõ dế nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp dế chỉ cho 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao sao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những vọng niệm của mình, không xen vào những ước muốn lấy bỏ loại trừ. Bạch đại đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Potila từ giả 30 vị A La Hán, tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ: Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu, tôn giả Potila đắc quả A La Hán. Nhiếp phục lục căn, hiền nhân có kệ: Sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai đốm nhầm. Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lay trong lòng. Mùi chi cũng chẳng luôn được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các gì. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cọ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng. Lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm. Vật chi cũng không làm động ý, ý tự do xử trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh,
có không cũng chẳng khiến tình chấp mê. Cảnh không thể làm mê tâm trí, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử dược tử sanh, tuy mang xác tục mà tình thần tiên. Đoạn này rất diệu huyền vô tận, người hạ quân nếu đặng nhịp nghe, sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác theo về thiện lương. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ của Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm tính toán ta và của ta. Chính cái tâm không này nó phát sinh ra trí huệ. Khi đó tình thương yêu của ta ban trải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại, vẫn thấy, nghe, hiểu biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là tám ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. Một, lợi là tiền tài lợi dưỡng. Hai, suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. Ba, hủy bị người nói xấu hủy mắng. Bốn, dự được người đời tán thán khen ngợi. Năm, xưng được tôn xưng kính trọng. Sáu, cơ bị chê bai khinh khi. Bảy, khổ đau khổ hoạn nạn đến. Tám, lạc vui sướng khi được điều như ý. Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động thì cuộc sống được an vui, tu hành bao thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền sa ngã, dùi dập đau thương thì thật là nhu nhược, thiếu dũng lực, chẳng phải là người chân tu, phải bị chìm đắm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa: bà Tổ sư, tâm còn bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Tổ sư bảo: đưa tâm đây cho ta xem. Huệ Khả lúng túng nói: con tìm mãi không ra. Tổ đáp: vậy là ta đã an tâm cho người rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra vì tâm không có hình tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có rồi chạy đuổi theo trần cảnh, làm cho tâm Ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng nghe được bài kệ "Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm", Ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói bốn tướng: một, ngã tướng, tướng của mình; hai, nhân tướng, tướng của người khác; ba, chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình; bốn, thọ giả tướng, chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu lầm chấp tướng trạng hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Kinh Đại Bát Nhã dạy: Bồ Tát trong khi hành đạo quán sát thấy rõ ngũ uẩn đều không thực, nên các ngài tự tại vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn gồm có: một, sắc uẩn, là chỉ chung mọi thứ vật chất như là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc; tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Hai, thọ uẩn, là những cảm thọ vui sướng, buồn khổ, trơn nhám, cứng mềm và không khổ không lạc, đó là những cảm thọ khi tâm đối với cảnh. Ba, tưởng uẩn, đối cảnh nhận ra sự đen trắng, nhỏ to, dài ngắn, đây là nhóm yếu tố tinh thần làm chức năng tưởng tượng hình dung ngoại cảnh. Bốn, hành uẩn, đối cảnh đem lòng ham muốn hoặc thương ghét, vui buồn của tâm đối với cảnh, do nhân duyên tạo tác các pháp hữu vi trôi chảy trong ba đời. Nói rộng ra, hành uẩn thu nhiếp rất nhiều pháp, trong đó gồm cả sắc, thọ, tưởng và thức. Năm, thức uẩn, có công năng hiểu biết và phân biệt sự vật khi tâm đối với cảnh. Như vậy, chúng ta đủ hiểu sắc thuộc về thân và vật chất, còn thọ, tưởng, hành, thức chỉ cho tâm. Đức Phật dạy Du Bình Sa: sắc giống như cây chuối không bền, thọ như điện chất có rồi mất, tưởng hư ảo như hơi nước, hành tờ bọc nước không thực, thức chỉ là trò huyễn thuật giả tạo ra người và vật, chúng không có thực thể. Tùy theo cảnh mà thức tâm nảy sinh ra mọi sự phân biệt, các pháp chỉ là trò luống dối. Như có một vị thiền sinh trong lúc tọa thiền, thường thấy xuất hiện trước mắt mình một con nhện, làm cho tâm thần bất an. Một hôm anh định mang theo con dao, chờ khi nó hiện ra đâm chết cho rồi. Nhưng may mắn là trước khi hành động gặp được một thiền sư, anh liền đem chuyện ấy thuật lại cho thiền sư nghe.
Nghe xong ngài không nói gì, chỉ bảo khi nào nó xuất hiện, lấy phấn đánh dấu ngay chỗ đó thì ngươi sẽ biết con nhện xuất phát từ đâu. Thiền sinh dâng lời làm theo. Khi phát hiện ra mới thấy dấu phấn trước ngực mình nên hốt hoảng. Anh liền đến vị thiền sư nói: nếu không nhờ ngài chỉ dạy thì con tự đâm mình chết rồi. Nhưng đi, thiền sư nói: đó là những dòng thức bên trong của ngươi nó hiện ra, chớ chẳng phải ở ngoài. Nên nhớ nhất tâm chánh niệm, tỉnh giác soi lại bên trong, đừng để ngoại cảnh chi phối, mới mong dứt hết dòng tưởng huyễn hóa. Sau đó, thiền sinh nghe lời thực hành không bao lâu, con nhện kia không diệt mà tự mất. Cũng như có vị thiền sư tên là Ia, trong lúc ngồi thiền, thường tự nhắc nhở tâm mình khi thấy tham sân tà kiến cấu ý nổi lên. Ngài liền nói: ông chủ ơi, con chừng bị giặc nó lừa đó. Nói xong, ngài tự dạ: giờ hành thiền nghi mật như thế, nên ngài mau chứng đắc thiền định. Còn chúng ta bị vô minh điên đảo lầm chấp, cho cái thân này là của tôi, của cải về những suy nghĩ, phân biệt, ta, người, thương ghét, buồn giận, những ý niệm thiện ác đua nhau trình diễn, nên thường bị tẩu hỏa nhập ma, vì thế gây tạo nhiều nghiệp chướng. Chính vì vậy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy: trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đồ tạo đủ các duyên. Nếu người làm nổi bằng tâm chẳng hiền, khổ đau theo mãi triền miên, như bánh xe ngựa theo liền giới chân. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đồ tạo đủ các duyên. Nếu người làm nói bằng tâm hiền minh, hạnh phúc sẽ đến bên mình, như là cái bóng giới hình không phai. Hay là: nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy tâm biến. Ngày xưa, khi Phật còn tại thế, có một đạo nhân ở gốc cây bên sông, học đạo trong khoảng 12 năm ròng rã tu tập mà chẳng trừ được lòng tham dục. Tâm ý thường chạy tán loạn, cứ nhớ năm món dục, liền suy nghĩ muốn được mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, miệng nếm vị, thân thích mịn màng và ý chuyên các pháp trần. Thể thân động là ý chạy, không có chút yên nghỉ. Khi ấy, Đức Phật quán biết đạo nhân kia đã đến lúc độ được, nên ngài liền đi tới nơi cùng với ông ta ngủ lại một đêm. Trong giây lát, có con rùa từ dưới sông bò lên. Lát sau lại có thêm con chó nước đói đang đi kiếm ăn. Gặp rùa, chó nước muốn ăn thịt. Rùa liền thụt đầu, đuôi và bốn chân giấu kín trong mai, chó nước không thể hại được. Chó bỏ đi xa xa, rùa ta ló đầu chân ra, thông thả bò đi. Thế là rùa được thoát nạn. Khi ấy, đạo nhân thấy vậy mới hỏi Phật rằng: có phải con rùa nó nhờ có mai hộ mạng nên chó nước chẳng ăn được không? Phật đáp: phải. Ngài nói tiếp: ta nghĩ người đời chẳng bằng con rùa này. Họ chẳng biết vô thường buông lung sáu tình, nên bị ngoại ma xâm nhập não hại. Đến khi thương hoại mạng chung, thần thức xa lìa, sanh tử không ngừng, trôi lăn trong lục đạo, khổ não triền miên. Tất cả đều do tâm ý gây ra, cho nên phải tự cố gắng siêng năng tu hành, cầu an vui diệt độ. Nhân đó Phật nói vậy: dấu căn như rùa nọ, phòng ý như giữ thành, chiến đấu với ma dữ, không lo sợ bại trận. Đạo nhân nghe xong, tham tâm dứt sạch, vọng tưởng chẳng còn, liền đắc quả A La Hán. Kinh Pháp Cú. Phá Tướng Luận có giải: sáu nẻo luân hồi, nghiệp báo trong ba cõi đều do tâm sanh. Chính cái tâm của ta, nó là chủ nhân sáng tạo cho mình một thiên đường hạnh phúc hay địa ngục của khổ đau. Bởi vì địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê là ma đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Thật vậy, nếu tâm tham sân quỷ ma nổi lên mà mình không ngăn chặn được, sanh tâm trộm cắp, đánh đập, giết hại người ta, ngay lúc đó mình bị cảnh tù tội tức khắc, tới chừng đó mới ăn năn thì đã quá muộn. Do đó trong kinh Đức Phật dạy: nơi nào có phòng hộ tỉnh giác thì nơi đó an lạc, nơi nào không phòng hộ tỉnh giác là nơi đó khổ đau. Ví dụ, trong gia đình vợ chồng, anh em, con cháu đang nói chuyện vui vẻ, không khéo phòng hộ, nó lạc qua đề tài đấu tranh, vì não hồi nào mình không hay. Dù đến tranh cãi, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập lẫn nhau, làm cho gia đình đổ vỡ, ly tán, tới khi tỉnh ngộ thì không còn kịp nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Nếu đang nói chuyện mà không hài hòa, có thể xảy ra xung đột, thì mình phải dừng lại ngay. Đừng cho nó phát sanh, thì làm gì có phiền não khổ đau. Nếu như ai không nghe lời Phật dạy: hiện tại khổ, kiếp sau khổ, là bị quả báo hồ đồ, hỗn ẩu, căm ngọng, liếu lo, khổ sở. Con người ở trong cảnh ái dục thường bị tham sân si, ganh ghét, đố kỵ. Chuyện nhỏ xé to, tranh giành bảo thủ, từ trong gia đình anh em, chồng vợ, thân bằng quyến thuộc, có khi vì một lý do không đáng, sanh ra bất hòa với nhau cũng đủ khó chịu rồi.
cố lánh mặt nhau, định tuyệt giao hẳn. Nhưng ngạc gì còn sống chung một nhà, quyết không nói chuyện. Nhiều khi nín không được, phải nói ra với sự ngại ngùng. Giao thiệp lý lệ, thật là khổ. Tình cốt nhục, quyến thuộc mà còn hờn ghét lẫn nhau. Huống chi người dân nước lã khác dân tộc giống nòi. Một khi thù ghét rồi, thì đủ mọi cách giết hại lẫn nhau, gây thành quán lớn. Hãy gặp nhau mắc cỡ kim châm, xách súng, nắm gậy, cầm dao đâm chém, đánh đập, bắn giết lẫn nhau. Cuối cùng, đôi bên đều bị tổn hại. Tình cảm ở thế gian thật là vô thường. Cho dù tình thương của cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, anh em, bạn bè, quê hương đất nước, không có cái gì chắc chắn bền bỉ. Tình yêu hóa ra thù hận, trung thành rồi phản bội, thương nhau rồi lại ghét nhau. Những chuyện đó thường xảy ra là do tâm quá ích kỷ hay cố chấp những chuyện vụn vặt. Người nào có tánh nhỏ hẹp như thế, chẳng những tự chốt lấy phiền não vào tâm, mà còn mang buồn phiền khổ đau đến người khác. Những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân và đời sống làm cho ta gần hóa điên và có thể sinh ra 50% bệnh đau thần kinh, đau tim ở thế gian này. Ông tòa ở Chicago, một người đã rát điều đãi trên 40.000 vụ ly hôn, tuyên bố phần nhiều những cặp vợ chồng xin ly dị đều do chuyện lặt vặt. Và ông Hogan, chưởng lý New York nói phần nữa các vụ xử trong tòa đại hình đều do những nguyên nhân rất nhỏ như thách dọa nhau trong quán rượu, kẻ ăn người ở gây gỗ nhau, một câu sỉ nhục, lời nói mất lòng, một hành vi thô lỗ. Những cái lăng nhăng đó đưa đến ẩu đả rồi xảy ra án mạng. Một nửa những đau đớn của ta là bởi lòng kiêu căng, tánh tự cao, tự đại, tự ái và quá cố chấp những chuyện không đáng mà ra. Những nỗi bực mình vì những chuyện nhỏ nhặt khiến cho ta oán ghét, thịnh nộ, chỉ vì ta coi nó quan trọng quá, làm cho tâm ta điên đảo mà đáng lý ra phải xem thường và quên nó đi. Chúng ta chỉ sống được vài chục năm trên trái đất này, cớ sao lại bỏ phí thời gian ấp ủ trong lòng những ưu tư bất bình không quan trọng? Hãy hy sinh đời ta cho các hành động cao thượng và những tư tưởng thiện lành vào lòng bác ái vì ta, thì thân tâm ta được an lạc và làm cho mọi người vui vẻ quý mến ta. Nên nhớ rằng đời người như bóng câu, để tâm niệm Phật hơi đâu mà lo nghĩ tới những chuyện nhỏ nhen không đáng kể. Trên đời này có mấy ai suy nghĩ được như vậy, cứ mãi hơn thua từ việc nhỏ như thị phi nhân ngã trong gia đình cho đến việc lớn là những cảnh đấu tranh giết người cướp của, mưu hại lẫn nhau và chiến tranh giữa các quốc gia đều do tâm địa nhỏ hẹp giành quyền lợi và phần phải về mình. Như vậy người ta thua quấy họ đâu có chịu, vì thế nên oan trái cứ mãi chất chồng. Muốn hóa giải oan trái sân hận mau lẹ, không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ, nhường điều tốt lành cho người. Phật bảo người nào làm được như thế sẽ hóa giải hết oan trái hận thù và sanh ra vô lượng công đức, mau thành Phật quả. Kinh Pháp Cú Phật dạy: lời ác hay mắng chửi, kiêu mạn khinh miệt người, gian tham và trộm cướp, đánh đập cùng giết hại, ai làm hạnh nguyện này thù oán sẽ theo đây. Lời ôn tồn hòa thuận, tôn kính chẳng khinh ai, biết đủ và bố thí, từ bi đối mọi người, mở trói buộc an nhẫn, thù oán tự hết ngay. Khổng Tử dạy: lấy oán báo oán, oán ấy chất chồng, lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan. Qua lời dạy của Phật và Thánh bảo ta phải hỉ xả những kẻ hại ta, thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm. Những kẻ phụ ta chớ ưu sầu lưu luyến, không nên để lòng hận thù che mờ lý trí. Sân hận âm thầm thiêu huệ mạng, lửa phiền nguồn ngục đốt tâm can. Sân si tạo nghiệp một đời, nghìn năm thọ khổ muôn đời trầm luân. Đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hàng Phật tử. Vậy mà có mấy ai nghĩ ra cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt. Đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắc. Muốn khắc phục quan niệm này, ta phải vững niềm tin nơi Tam Bảo, tin sâu lý nhân quả. Tự hỏi tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác mà lại bắt nạt gieo khổ cho mình. Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại, hoặc xem họ như người bệnh hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Nói đến nhân quả, Phật dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phước ta nay đang làm. Nếu như ai không tin, ra oai, hung dữ, làm cho người xung quanh ngán sợ, kết quả chỉ thêm thù, kết oán, mọi người kinh tởm xa lánh. Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó, ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Tha thôi, quả bất thiện chưa trả lại dây thêm. Thật ra,
tranh cãi, hành hung đều là biểu hiện tánh giả man và lạc hậu, mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói, làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người. Tốt nhất là nên niệm Phật, hành thiền, quán chiếu nhân quả, hoặc đi giải trí, cho đến khi tâm bình tĩnh, nói làm mới có kết quả tốt đẹp. Muốn xây dựng một người nào, trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ, như là anh, chị, bạn bè, cái gì cũng tốt, nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh, cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời. Như vậy, người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi. Ngược lại, nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói, nguy hiểm nhất là chỗ đông người, chúng ta sẽ bị thất bại ngay, không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán. Cách hóa giải những cuộc xung đột, các nhà tâm lý học nói, nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gổ đánh lộn, điều cấm kỵ nhất là ta không được nói lỗi bên nào, mà chỉ nên nói những tai hại của nó. Như là, nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu, ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết trân trọng với nhau, Bồ Đề lão tổ nói, hủy hoại vợ chồng kiếp sau lẻ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên. Nếu không khéo, vô tình mình lại bị tai họa ngay. Muốn có cuộc sống hòa hợp tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của nhân vật thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang ăn trú tu tập trong rừng Bàn Na Bàn Xà Tử, đó là tôn giả A Na Lục Đà, tôn giả Nan Đề, tôn giả Kiên Tỳ La. Khi hay tin Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào, trải tọa cùng lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi, này các con, sống ở đây có được an ổn hòa hợp không? Ba tôn giả thưa, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất là hòa hợp an ổn. Phật hỏi, cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Ba tôn giả nghe Phật hỏi như vậy liền đảnh lễ thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi hỷ xả, khiêm hạ lễ phép, ôn hòa nhã nhặn, thông cảm khoan dung, độ lượng nhẫn nại, nhịn nhường, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm riêng tư của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp từ thân khẩu ý, đều được trọn lành trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ, tán thán, lành thay, các con sống hòa hợp không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước hòa với sữa, thật là tấm gương lành, đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Còn chúng ta bất bình chống đối nhau là do đâu? Có phải chăng do lòng cố chấp, bảo thủ, hẹp hòi, bắt người ta phải giống mình? Nếu như ai không nghe lời làm theo thì mình tìm đủ mọi cách thẳng tay triệt hạ cho hả dạ. Thật là độc ác, bất công và vô lý. Tại sao mình không giống người ta mà lại bắt người ta phải giống mình? Phật dạy, con người sanh ra trên cõi đời đều mang theo cái nghiệp khác nhau, cho nên chuyện giống nhau là điều không thể có được, ngoại trừ các vị biết tu. Đức Khổng Tử nói, nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, đó mới là đáng bậc công bình, nẻo chính trực, trí người quân tử. Cho nên trong nghệ thuật xử thế, mình muốn người ta sửa lỗi, trước tiên mình phải tự sửa đổi, tận tình thương yêu giúp đỡ, đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động chân thành, đầy lòng bác ái thị tha, thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại mình. Người xưa có câu, ta vì tất cả mọi người thì mọi người sẽ vì ta. Ở đời tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng muốn người khác nghĩ đến mình, mong cầu phước báo, mọi sự như ý, nhưng chưa thấy họ làm được việc gì lợi ích cho ai mà lại mong cầu đủ thứ, thật là khờ dại. Người trí không cần mong cầu gì cả, lúc nào cũng đạp con mồi đức, làm lợi ích cho chúng sanh, quả lành kia không cầu mà tự đến. Muốn có đầy đủ phước báo, thân tâm an lạc, điều quan trọng tâm phải thanh tịnh. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. 1. Tự mình là thiện tri thức, thân cận gần gũi thiện hữu tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác, tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ,
như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng, lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho huề, ngay lúc đó mình đã hóa sang người hung dữ. Hơn nữa, gặp người ác, cách hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường xa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gặp người ác mới không bị ô nhiễm. Còn gặp người thiện lành, học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành, từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. Gặp người thiện thì giống như vào nhà hoa thơm cỏ lạ, lâu ngày tâm mình cũng thơm như vậy. Gặp kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ươm, lâu ngày mình cũng hóa ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Kinh Pháp Cú. Hai, phải giữ gìn giới cấm, thu nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn, dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới. Vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Ba, điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn. Trong khi kinh Phật dạy, đừng khinh thường ác nhỏ cho là không tội lỗi. Giọt nước tuy ít chứa dồn đầy thùng, tội ác lớn cũng do chứa ác nhỏ mà thành. Cũng chớ xem thường chút thiện nhỏ cho là không có phước. Một giọt nước tuy ít chứa lâu đầy lu, phước đức lớn cũng nhờ chứa nhiều phước nhỏ mà thành. Người làm việc thiện thì sẽ có phước dư thừa, giống như cỏ vườn mùa xuân, không thấy lớn lên nhưng ngày càng tăng nhiều. Người làm việc ác thì sẽ có tai họa dư thừa, như đá mài dao, không thấy hao mòn nhưng ngày càng khuyết hụt. Thánh Đế. Bốn, không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí vô ích phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hành chữ dục tri túc, nói về giới định huệ giải thoát tri kiến. Sở dĩ con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, người nọ đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm hủy báng, lập bè kết đảng, chống đối thư kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói, sư tử trùng thực sư tử nhục, nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết được nó. Cũng vậy, Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hàng tứ chúng, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, tự hủy diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói dối người khác thường bị mắc quả báo. Ai ơi chớ dội cười nhau, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ca dao. Lòng từ Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh, cho dù người đó có giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn chiếu mắt, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa đến tai người ta lại sanh ra oán thù, đôi chối, hơn thua, sát phạt với nhau, nào có ích gì. Nếu người tu không khéo vẫn bị như thường. Còn người nam ở không thì tụ tập kết bè đảng, uống rượu, cờ bạc. Hễ rượu vào là lời ra, câu mâu, quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư vi bất thiện là vậy. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm mình được thanh tịnh, an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết, thì làm gì có phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật từng dạy, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chính gương đau, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đau tự hại,
không bàn luận thị phi, suốt đời được an vui. Năm, quán thân bất tịnh. Quán 36 thể trượt từ đầu đến chân, đầy dẫy sự bất tịnh. Nào là mồ hôi, nước mắt, nước mũi, dãi, răng, ghèn, gáy, máu, mủ, thịt, da, gân, xương, tim, gan, phèo, phổi, phẫn, tiểu. Hay là quán thân bầm tím, sình chương, đứt nẻ hôi thối, rùi đậu kiến bu, dòi rút rỉa. Nhờ quán như thế mà tâm được thanh tịnh, xa lìa tham dục và ái nhiễm. Quý vị nên lưu ý, trong khi quán bất tịnh, lấy mình làm đề mục để quán. Ví dụ, mình đang nhiễm sắc mà đem một cô mỹ nữ ra quán, vô tình làm tâm động thêm. Sáu, quán tâm vô thường. Cái tâm nó luôn luôn sanh diệt vô thường, biến ảo không dừng, do nhân duyên hợp lại, nên có con mắt, có cảnh để thấy vậy thôi. Tâm không ở trong, không ở giữa, không ở ngoài, nếu đủ duyên thì hợp lại thấy biết, còn hết duyên là tan rã. Cũng như cái hộp quẹt có được lửa là do các duyên hợp lại, nào là ga, đá lửa, vân vân, đủ duyên bật lên là cháy, thả tay hết duyên liền tắt, không thể chỉ nó ở đâu được. Tâm cũng như vậy, tạm gọi là tâm trơn, tâm vọng mà thôi. Tâm trơn là thấy biết tất cả mà không tham đắm chủ chấp, còn thấy biết nghe mà tham đắm chủ chấp, đó là vọng tâm. Bảy, quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ, nó muốn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được. Ví dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thật ra khổ, vui, thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của Phật giống như lương dược, tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia sai, cao, thấp, vân vân. Tám, quán thọ thị khổ. Càng thọ nhiều, càng khổ nhiều. Cũng vì vô minh lầm chấp cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc, tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ nào có biết vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc chí, việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, miễn sao cho mình được dinh thân phì gia, của cải đầy rương đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cải nhiều lại sợ gian phi trộm cướp rình mò. Cho đến dâm dục họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tương, khổ đau phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui ở thế gian phù du tạm bợ, phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi khổ nạn. Cho nên người xưa có câu: vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui, mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn. Các bạn đang xem kênh Phật Pháp và Cuộc Sống, hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và cùng chia sẻ Phật Pháp để cuộc sống tốt đẹp hơn.